Nắng nóng, điện áp quá tải không ổn định ảnh hưởng tới thiết bị điện và chất lượng cuộc sống gia đình bạn. Đừng lo, này đã có máy tự động ổn áp Euro Standard. Sử dụng 100% dây đồng, công suất máy vượt trội, phản ứng tức thì khi có sự thay đổi điện áp đầu vào. Thiết kế tinh tế với áp 3 đảo chiều giữa điện trực tiếp và điện qua ổn áp, bảo vệ quá dòng và quá áp qua hai tầng áp. Máy tự động ổn áp Euro Standard ổn định điện áp, bảo vệ thiết bị cho gia đình bạn. Sản phẩm được bảo hành 4 năm, đổi mới trong năm đầu sử dụng. Máy tự động ổn áp Euro Standard, thương hiệu xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Chế tạo Thiết bị Điện lưới miền Bắc. Nhìn lại siêu dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông và những chuyện chưa kể. Cát Linh - Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị trên cao đầu tiên của cả nước ta, nên được dư luận xã hội và đặc biệt là người dân thủ đô kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả, phục vụ đi lại thuận tiện và góp phần giảm ùn tắc giao thông. Sau khi dự án được Bộ Giao thông Vận tải khẳng định là đã đủ điều kiện hoạt động, thì người dân lại càng mong ngóng và miệt mài chờ đợi thời gian cụ thể mà con đường được đưa vào vận hành, khai thác thương mại. Hãy cùng với Độc Đáo TV nhìn lại chặng đường gần một thập kỷ đầy biến động để hoàn thành tuyến đường sắt lịch sử Cát Linh - Hà Đông. Khởi đầu và những kỳ vọng. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2011, ông Đinh La Thăng khi ấy còn đương chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là người đã phát lệnh khởi công dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tại Ba La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Lễ khởi công, công trình này đánh dấu mốc lịch sử đối với thủ đô Hà Nội và ngành giao thông, bởi dự án được kỳ vọng sẽ giúp cho thủ đô phát triển tiến tới hạ tầng giao thông thông minh, thân thiện với người dân. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có tổng chiều dài là 13,08 km với 12 nhà ga trên cao. Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa là 80 km/h, vận tốc bình quân khai thác là 35 km/h, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút trên chuyến, chạy qua địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Từ Liêm, Hà Đông của thành phố Hà Nội. Dự án được Bộ Giao thông Vận tải giao cho Ban Quản lý Dự án Đường sắt của Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông ban đầu là 8.770 tỷ đồng, tương đương gần 553 triệu đô la Mỹ. Trong đó vốn vay tín dụng ưu đãi của chính phủ Trung Quốc là 1,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 169 triệu đô. Vốn vay ưu đãi bên mua là 250 triệu đô la Mỹ và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam là hơn 2.100 tỷ đồng. Toàn tuyến được thiết kế đi trên cao và chủ yếu chạy trên giải phân cách giữa hai làn đường bộ thuộc trục đường Hào Nam và đường Nguyễn Trãi. Điểm khởi đầu là ga Cát Linh, quận Đống Đa và điểm kết thúc là tại ga Yên Nghĩa, quận Hà Đông, gồm 12 ga đón tiện khách, bao gồm Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Đao Quốc Gia, Vành Đai 3, Thanh Xuân 3, Bến Xe Hà Đông, La Khê, Văn Khê, Bến Xe Hà Đông mới và khu Depot, trung tâm điều hành tuyến tại phường Phú Lương, quận Hà Đông. Dự kiến công trình đưa vào khai thác, sử dụng vào năm 2015. Mục tiêu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sau khi hoàn thành sẽ đóng một vai trò nòng cốt cho giao thông công cộng cùng với mạng lưới xe buýt nhanh sẽ giải quyết cơ bản được vấn đề tắc nghẽn giao thông tại thủ đô Hà Nội và phấn đấu đạt được mục tiêu giao thông công cộng đáp ứng được từ 35 đến 45% nhu cầu đi lại của người dân thủ đô. Quá trình thực hiện và những lần lỡ hẹn. Tuyến đường có chiều dài tổng cộng 13,1 km đi trên cao với 12 nhà ga và theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 6 2014. Từ tháng 10 2014 đến tháng 6 2015 sẽ tổ chức chạy thử và chính thức khai thác từ ngày 30 tháng 6 2015. Sau gần 10 năm thi công từ 2011 cho đến 2021, đến nay thì dự án đã hoàn thành được 99% khối lượng xây dựng nhưng vẫn chưa thể vận hành và đã nhiều lần lỡ hẹn khai thác. Cụ thể tháng 7 2015, tổng thầu EPC là công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc báo cáo tiến độ các nhà ga trên tuyến mới đạt 30-50% khối lượng và xin lùi tiến độ đến giữa năm 2016. Đến giữa năm 2016 thì dự án lại lỡ hẹn. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục yêu cầu ngày 31 tháng 12 2016 thì tổng thầu phải hoàn thành xây lắp. Cuối quý 2 2017 sẽ vận hành chính thức. Tuy nhiên, tổng thầu EPC lại một lần nữa thất hứa và xin lùi đến đầu 2018. Tháng 12 2016, Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh tiến độ do chờ xác định lại tổng mức đầu tư nên đã lùi thời điểm chạy thử vào tháng 10 2017. Nhưng mốc này cũng đã bị vỡ do việc vay vốn bổ sung 250 triệu của ngân hàng Exim Bank Trung Quốc gặp trục trặc về pháp lý dẫn tới giải ngân chậm. Tháng 5 2017, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý các vướng mắc, đặc biệt về vốn để cho dự án vận hành thương mại vào quý 2 2018. Tuy nhiên thì đến tháng 12 2017, trong cuộc họp tiến độ,
Sau khi ngân hàng Exim Bank thông qua thủ tục giải ngân vốn bổ sung, thì lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải lại yêu cầu cuối 2018 dự án phải vận hành thương mại, nhưng dự án vẫn không thể đúng hẹn. Mốc tiến độ tiếp tục được lùi lại sau khi vận hành thử nghiệm từ tháng 9 2018, chính thức vận hành từ tháng 4 2019 cũng đã bị phá vỡ. Như vậy là tính đến tháng 4 2019, đường sắt Cát Linh Hà Đông đã 9 lần lỡ kế hoạch cũng như vỡ tiến độ. Ngày 1 tháng 10 năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong cuộc họp về các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chỉ đạo khai thác đường sắt Cát Linh Hà Đông ngay trong năm nay, tức là năm 2019. Tuy nhiên thì đến giữa năm 2020 vẫn chưa có một thời hạn chính xác cho ngày chính thức vận hành. Cuối cùng thì mốc đóng đinh là ngày 1 tháng 5 2021, Bộ Giao thông Vận tải hứa đưa vào khai thác là lần thứ 10, nhưng đường sắt Cát Linh Hà Đông đến nay vẫn thất hẹn. Đến hẹn lần thứ 12 này, đề cập đến tiến độ đưa dự án vào khai thác sử dụng, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết dự kiến vào quý 3 năm 2021. Những con số siêu to khổng lồ. Dù liên tục chậm tiến độ, song tiền đầu tư dự án lại liên tục gia tăng. Theo kết luận kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, dự án đã được điều chỉnh vốn từ 8.769 tỷ đồng lên thành 18.001 tỷ đồng khi chưa báo cáo Thủ tướng. Bộ Giao thông Vận tải cũng chưa từng chứng minh được hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội do việc điều chỉnh dự án này mang lại. Chi phí dự phòng điều chỉnh theo quyết định của chủ đầu tư chưa xem xét yếu tố trượt giá có xu hướng giảm của 3 năm liền kề. Ngoài ra thì kết luận kiểm toán còn cho thấy dự án sử dụng vốn vay chưa hiệu quả do việc phối hợp triển khai thực hiện và giải quyết những khó khăn trong thực hiện cơ chế tài chính của dự án chậm. Cụ thể, tại hiệp định vay 1,2 tỷ nhân dân tệ tương đương 169 triệu đô la Mỹ ký ngày 22 tháng 10 năm 2008, có hiệu lực ngày 27 tháng 4 2010, bắt đầu tạm ứng 15% từ năm 2009 và thanh toán cho khối lượng xây lắp từ tháng 12 2012 cho đến tháng 9 2015. Hợp đồng vay ưu đãi bên mua 250 triệu đô la Mỹ ký ngày 8 tháng 11 2009, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 2010, bắt đầu tạm ứng cho gói thầu tư vấn giám sát từ ngày 21 tháng 2 2012 và thanh toán cho gói thầu EPC từ ngày 3 tháng 9 2015 cho đến 30 tháng 6 2018 thì 250 triệu đô mới giải ngân hết. Hiệp định vay bổ sung 1,597 tỷ nhân dân tệ tương đương với 250,62 triệu đô la Mỹ ký ngày 11 tháng 5 2017 đến ngày 25 tháng 12 2017 mới có hiệu lực. Còn ngày 17 tháng 4 2018 thì mới bắt đầu giải ngân lần đầu, đến ngày 30 tháng 6 2018 giải ngân được 9,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,7% tổng khoản vay. Theo cơ quan kiểm toán thì việc vay vốn của Trung Quốc trước mắt giải quyết được những vướng mắc về vốn đầu tư cho các dự án, nhưng cũng gặp phải những ràng buộc bất lợi cho phía Việt Nam, như phải thực hiện chỉ định thầu cho nhà thầu Trung Quốc thực hiện 13.751,4 tỷ đồng, chiếm 77% tổng mức đầu tư. Cũng theo báo cáo hồ sơ dự án, phụ lục tính toán tổng mức đầu tư ban đầu chưa thể hiện cơ sở tính toán đơn giá các hạng mục chi phí làm cơ sở xây dựng tổng mức đầu tư. Đặc biệt, chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư bao gồm chi phí trả nợ gốc phần vay lại của hiệp định vay 250 triệu đô la Mỹ chưa đúng quy định. Phê duyệt bổ sung vào tổng mức đầu tư chi phí xây lắp tăng thêm 21,07 triệu đô la Mỹ, tương đương 6% chi phí xây dựng do một số nguyên nhân khách quan. Thay đổi biện pháp thi công từ đầu dự án khi chưa có dự toán chi tiết, thiếu cơ sở. Kiểm toán Nhà nước cho biết đến hết tháng 6 2018, số vốn rót vào đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông theo báo cáo của chủ đầu tư là khoảng 11.337 tỷ đồng, nhưng kết quả kiểm toán chỉ ghi nhận khoảng 8.679 tỷ đồng đã đầu tư vào dự án. Số chênh lệch khoảng 2.656 tỷ đồng do chủ đầu tư tính sai khối lượng 360 triệu đồng, sai đơn giá 175 tỷ đồng, sai khác 698 tỷ đồng, chưa đủ điều kiện quyết toán là 1.781 tỷ đồng. Cho đến nay, dự án đã vượt qua bước chạy thử nghiệm tàu để đánh giá an toàn nhưng vẫn chưa rõ được ngày vận hành khai thác thương mại. Tuy nhiên thì cũng cần phải nói lại là tấm vé đang ngày càng đến gần hơn với tay của người dân. Bạn có suy nghĩ gì về hiệu quả kinh tế đã, đang và sẽ đem lại của dự án này? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn với chúng tôi ngay dưới comment nhé. Đừng quên like, chia sẻ thông tin này đến nhiều người hơn, đăng ký ngay kênh Độc Đáo TV để đón xem những thông tin thú vị mỗi ngày. Tin tức được tổng hợp và biên tập bởi ban biên tập Độc Đáo TV. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.